Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Một người Việt bị Mỹ bắt giữ vì rửa tiền. Ngày 20 tháng 11, BBC tiếng Việt loan tin, chính phủ Mỹ cáo buộc người đàn ông Việt Nam rửa tiền gần 70 triệu đô la Mỹ. Theo đó, ông Lê Văn Hùng, 29 tuổi, bị cáo buộc rửa 67 triệu đô la tiền bất hợp pháp theo thông báo ngày 18 tháng 11 của Bộ Tư pháp Mỹ. Và đây là hình bản tin trên BBC. BBC cho biết, trước đó vào ngày 15 tháng 11 Ông Hùng đã bị dẫn độ từ Hàn Quốc sang Mỹ để trình diện thẩm phán Onan Tiwan tại Tòa án Liên bang khu vực Nam New York. Vụ án hiện đã được bàn giao cho thẩm phán Jonathan thuộc Tòa án Liên bang. BBC dẫn cáo trạng cho biết, trong giai đoạn từ năm 2020 tới tháng 5 năm 2024 khi làm việc tại văn phòng nước ngoài của một tập đoàn truyền thông đa quốc gia. Có trụ sở ở New York, ông Hùng đã cấu kết với những người khác, bao gồm giám đốc tài chính của công ty này để thực hiện kế hoạch rửa tiền xuyên quốc gia nhằm trục lợi cho công ty và các đơn vị liên kết. Khoản tiền này lên tới 67 triệu đô la, gồm tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bất hợp pháp và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác. Theo BBC, ông Hùng đã tuyển dụng và quản lý nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm làm việc với đội ngũ kiếm tiền trực tuyến của công ty. Để thực hiện được hoạt động rửa tiền, ông và đồng phạm đã đánh cắp, sử dụng, sở hữu và chuyển giao các giấy tờ, và thông tin cá nhân của công dân Mỹ để mở và duy trì các tài khoản tài chính phục vụ cho việc rửa tiền bất hợp pháp và những mục đích khác. Và đây là hình trụ sở của ngân hàng Morgan Stanley Global ở New York. Trong một trường hợp cụ thể, ông Hùng đã chỉ đạo cho một đồng phạm gọi đến ngân hàng, mạo danh chủ tài khoản và thuyết phục ngân hàng mở khóa tài khoản để ông có thể chuyển các khoản tiền gian lận ra khỏi tài khoản. BBC cũng cho biết, ông hiện đang đối mặt với nhiều tội danh gồm có tội danh âm mưu rửa tiền với mức án tối đa là 20 năm tù giam, tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng với mức án tối đa là 30 năm tù giam, tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng với mức án bắt buộc tối thiểu 2 năm tù giam, tội danh âm mưu trộm cắp danh tính với mức án tối đa là 15 năm tù giam. Việc tuyên án cụ thể sẽ do thẩm phán quyết định. Vẫn theo BBC, vụ án hiện do đơn vị chống tham nhũng cộng đồng của văn phòng công tố khu vực phụ trách. Các trợ lý công tố viên Mỹ như Emily, Rebecca và Jane Kim đã đảm nhiệm việc truy tố vụ án. Vụ truy tố này là một phần trong chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức và ma túy. Lực lượng này nhắm đến việc xác định, vô hiệu hóa và triệt phá các tổ chức tội phạm cấp cao thông qua cách tiếp cận đa cơ quan do các công tố viên dẫn đầu và dựa vào thông tin tình báo. Và đây là hình lệnh truy nã Nguyễn Quốc Minh trên trang web của FBI. Trước đó vào tháng 3 năm 2023, một người Việt khác là ông Nguyễn Quốc Minh cũng bị FBI Mỹ truy nã với cáo buộc có liên quan đến hoạt động rửa tiền lên đến 3 tỷ đô la Mỹ đánh cắp thông tin cá nhân. Truyền thông nhà nước cho hay, Nguyễn Quốc Minh quê Quảng Bình, có bằng tiến sĩ về tiền mã hóa của Đài Loan và là chủ website Chip Mixer. Trang web của FBI viết rằng, Nguyễn Minh Quốc bị truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền và đánh cắp danh tính bằng dịch vụ của Chip Mixer phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp đến những tội phạm mạng, dùng mã độc ransomware, tống tiền người dùng, trộm cắp tiền điện tử và hành vi phạm tội khác. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Quốc chưa bị bắt giữ do chưa xác định được nơi ở hiện tại. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Chip Mixer đã có một số hoạt động bất hợp pháp từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023. Trước đó, năm 2019, Chip Mixer cũng bị các cơ quan chức năng chú ý đến khi giúp tinh tạc rửa ít nhất hơn 4.800 bitcoin đánh cắp từ sàn giao dịch Binance. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin một người Việt bị Mỹ bắt giữ vì rửa tiền. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thập Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Kỷ nguyên mới thua trận đầu ở Chile Ngày 19 tháng 11, blog Thiên Hạ Luận trên VOA Tiếng Việt Bình Luận Kỷ nguyên mới đụng Chile 01 Tác giả chăm chọc, kỷ nguyên mới mà ông Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra sân đã thua Chile ngay trong trận đầu tiên trong scandal tấn công tình dục của Thượng tá Công an Lại Đắc Tuấn tại Chile. Tác giả dẫn một số bình luận trên mạng xã hội như sau. Nick Hương Nguyễn mỉa mai, sang Chi tính tranh thủ một tí để về nước có chuyện khoe với bọn đồng liêu. Ai ngờ gặp đúng con dở hơi báo cảnh sát. Mất mặt quốc gia chút thôi, có gì đáng để làm căng. Đen thôi, đỏ quên đi. Và đây là hình bài trên blog Thiên Hạ Luận VOA. Luật sư Nguyễn Danh Huế nhận xét, Ở Việt Nam, nhiều chị em chưa có ý thức được quyền của mình và cả do xấu hổ, sợ xếp, nên những việc như sờ mông phụ nữ còn phổ biến ở công sở, nói gì đến ở khách sạn. Vì vậy, nhiều anh cứ mang cái văn hóa ở nhà ra nước ngoài và... Thái Hạo bình luận như sau. Chị Lê thật chẳng ra làm sao, chuyện có gì đâu mà toán lên, còn ra tòa với lại trục xuất nữa, chỉ là một cô hậu phòng thôi mà. Ở nước tôi, giáo viên nữ bị điều đi tiếp khách còn là chuyện thường. Bộ trưởng Bộ Giáo dục bảo với Quốc hội, đây là vụ việc không chỉ ở một trường của Hà Tĩnh mà trong thực tế cũng có nhiều trường hợp và theo ông cán bộ địa phương cũng là vì vui vẻ thôi ta tự do đến thế chứ đâu như xứ Chile mất dân chủ và bày vẽ quyền nọ quyền kia ông Kim Văn Trinh thì than thở nhớ hồi chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Hàn Quốc có hàng chục người ăn theo rồi trốn không về làm ô uế thể diện quốc gia lần này tân chủ tịch nước sang thăm Nam Mỹ cũng xảy ra chuyện tài đình và ô uế không kém cả thế giới đã biết Chile họ chơi cũng sát ván quá. Chuyện vừa xong đã đưa luôn ra tòa án và kết luận luôn là có tội, cấm nhập cảnh 2 năm. Họ không có đảng lãnh đạo và chương trình xử lý vụ việc, cứ thẳng tưng theo pháp luật, làm cho các đồng chí quen cậy thế cậy quyền lúng túng, không chống đỡ nổi. Và đây là hình ông Lại Đắc Tuấn ra tòa ở Chile. Nít Huỳnh Ngọc Trên so sánh, Chile tuy chưa phải là nước dân chủ vạn toàn, nhưng luật pháp rất văn minh và tiên tiến có trì hồ gây hại là cảnh sát xuất hiện ngay. Chile giống các nước phương Tây, chỉ cần buông lời lẽ không hay trước mặt phụ nữ là bị tố quấy rối tình dục. Trường hợp ông Tuấn vì có đụng chạm nên nặng hơn, tạm giam chưa quá 24 giờ là đưa nghi phạm ra tòa xem xét, gặp tòa Việt Nam thì ông Tuấn bị tạm giam ít nhất 3 tháng để điều tra, rồi mới được ra tòa sơ thẩm, có những vụ án tạm giam hơn một năm là bình thường. Mai cho ông Tuấn không bị bắt ở Việt Nam và không bị tạm giam ở Việt Nam, và cũng thấy rằng ở Việt Nam thì hành vi như ông Tuấn, nạn nhân chẳng dám tố cáo. Có tố cáo chưa chắc có ai đến còng tay, một người như ông ấy. Cũng chính vì sự dung túng thiếu nghiêm minh này đã làm cho ông Tuấn nghĩ rằng ở nước ngoài cũng vậy nên phạm tội làm nhục quốc thể. Tác giả nhận xét, kỷ nguyên mới mà ông Tô Lâm vừa xác lập và được các hệ thống rần rần hưởng ứng vẫn chưa có gì. Mới về hành xử công quyền, đặc biệt là về minh bạch, khi hệ thống truyền thông Hệ thống công quyền hoàn toàn im lặng về vụ án này. Trong khi mạng xã hội lan truyền thông tin, Thượng tá Lại Đắc Tuấn được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, thì báo chí cách mạng hăm hở thông báo, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mới quyết định thu hồi giải thưởng Thanh niên sống đẹp mà tổ chức này đã trao cho cô Nguyễn Đỗ Trúc Phương hồi năm 2020, chỉ vì cô là nghi phạm trong một vụ án ma túy. Tác giả kết luận, dù sao kỷ nguyên mới cũng chỉ mới thua trận đầu được lãnh đạo và điều hành theo kiểu như vậy, liệu sắp tới, kỷ nguyên mới có thể vươn mình thắng trận nào hay chăng? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kỷ nguyên mới thua trận đầu ở Chile. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.